Hello, xin chào anh em ha. Chào anh em đến với clip thứ 15 của em ha. Như là đã hứa thì cái lô hàng 220 230 V em còn còn một mớ anh em lên ha. Chủ yếu hôm nay là lên hàng 22 thôi anh em. Cho nên em mới về được thêm hai thùng bắn lên ép với một con bắn chỉ nè. Đây, đây, hàng này là siêu phẩm. Mười mấy tấn hàng 220 này chỉ có một con này thôi. Zin 22 nha anh em. Đó, mới trên 90% luôn. Đây anh em lên thêm hai con nhám đai nè, một con nhám 2 phân, một con nhám 3 phân nha. Đây tất cả đồ là Zin 22 hết nha anh em. Đó mớ này là Zin 22 hết nè. Đó trong khung ảnh là 220 hết ha. Máy mài đánh bóng gì khoan đục 22 hết ha. Đó, này em sẽ thanh lý ba món này. Đấy. Rồi vô đi. Đây, vô. Nay em vẫn về mã số 1 ha. Mã số 1 clip của clip thứ 15 ha. Đây, con đầu tiên là một con bắn đinh chỉ nha anh em. Con này là bắn đinh chỉ ha. Đinh nó sẽ nhỏ hơn đinh ép ha. Đấy, con này là con Hitachi. NB45M. Con này bắn đinh từ 1 phân rưỡi đến 4 phân rưỡi nha anh em. Đinh chỉ 1 phân rưỡi đến 4 phân rưỡi ha. Con này hàng nội địa Nhật ha. Áp trên 4 kg. Đây con này nó có đèn luôn nha. Đấy, có đèn luôn ha, tắt nè. Con này có nút xịt bụi luôn nè, nút xịt bụi nó sẽ xịt ra đây nè. Con này có chỉnh ông sâu đinh ha, có báo hết đinh, khóa cò ha, có chế độ an toàn luôn ha. Đấy, đây nút bít nó còn luôn nè. Con này còn rất là đẹp nha anh em. Đây nó có nút xịt bụi nè. Có anh nào hỏi đình chỉ mà liên hệ lại em ha, em quên mất anh nào. Đây chế độ an toàn nha, bắn không ra đình anh em nhấn cho nó mới ra đình nha anh em. Hết đình hả? Hết đình rồi nè. Ê, để em lấy đình. Này Cái đinh chỉ này mà nó còn ít quá, nó không có bắn rồi nè, anh em phải nhét tiếp thêm vô. Nhét tiếp thêm vô thì nó mới bắn là tại vì cái lẫy cái tự động của nó nằm tốt ở dưới. Đấy. Bắn qua đinh này ha, nhấn vô cái đinh. Rồi, hoạt động hoàn hảo anh em ha. Hoạt động hoàn hảo ha. Con này quá đẹp luôn. Kết hợp hai trong một luôn ha. Cái con này á, cái tay này nè, cái tay đèn này nó giống với lại mấy con vít Hitachi á, có đèn luôn, quá vip luôn ha. Bắn đinh chỉ ha. Đây con này mã số 1. Con này để anh em 800.000. Con này còn cực kỳ mới luôn ha. Mã số 1 800.000. Rồi. Mã số 2 là một con bắn đinh ép mắt xanh ha. Này nó còn một mớ đinh này cũng khá nhiều nha anh em. Đó, nó làm lộn xộn trong đây nè. 3 phân rưỡi, 4 phân rồi 5 phân từ lưa nè. Đấy. Con này máy in da băng ha. TA211. Bắn đinh từ 2 phân đến 5 phân ha, áp trên 4 kg, máy in da băng ha. Cái con này nguyên zin 100% nha anh em. Nó mới lắm nhưng mà này nó bị ẩm thôi, bị ẩm cho nên nó chốc sơn thôi nha anh em. Đó, mấy con này anh em đừng có sợ nó xấu. Thật ra nó còn cái mới, nó full thùng là anh em biết à.
con này nó bị ẩm trên này nè, cho nên là nó bị chóc sơn thôi. Đó, nhưng mà cái con này thì nó lại rẻ anh em. Mấy con mắt này anh em đừng có sợ nó xấu, nó xấu thì nó rẻ tí thôi, nhưng mà được cái mấy con mắt này nó bền lắm, xấu bên ngoài thôi. Mấy con này là nguyên zin hết, con này cũng đầy đủ chức năng ha, có chỉnh năm sâu đinh là cái vòng tròn này ha, khóa cò làm đây ha, khóa cò nè đó, là chế độ an toàn ha, nhấn vô nó mới ra đinh ha, có báo hết đinh luôn, đầy đủ chức năng ha. Điều cái nước sơn nó hơi xấu thôi, nghe cái hơi nó là anh em biết là cái dàn hơi nó còn chuẩn cái nào, á hơi nó nghe rất là đã tai ha. Đây, con này nó hơi xấu, để anh em 800 thôi, anh em đừng có sợ nó xấu, xài bao bền đi, full thùng luôn, để thêm 800 thôi, 800 là bằng máy lẻ bình thường em bán, mã số 2 ha, 800.000. Bao anh em xài ha. Mã số 2 800.000. Đây, đây là mã số 3. Con này cũng giống như con nãy em không giới thiệu lại ha. Cái điều con này là có cái đuôi lắc léo anh em. À, cái đuôi lắc léo. Con này đẹp hơn con nãy tí. Y chang con nãy nha anh em, em không giới thiệu lại nha. Con này nó cũng bị ẩm thôi. Nguyên zin, dàn hơi là nguyên zin hết. Đây, chế độ an toàn là bắn ông gia đình ha. Rồi vụ gì ta? Con này nó bị kẹt cái cò rồi anh em, nhấn vô là nó không bung cái cò ra, cho nên là cái đinh này nó chạy thuốc ra ngoài, nó không thụt vô, kẹt cái cò đây rồi. Để em vệ sinh rồi em lên sau đi, giờ không có thời gian, con này bỏ đi, em lên sau nha. Ôi. Này máy mài khá nhiều anh em. Tại trước tiên lên cho em con này. Con này nó khá là đặc biệt. Đấy. Con này là 2 trong 1 luôn ha. À, con này là 2 trong 1 luôn. Nó là 2 con luôn nha anh em. 2 con luôn ha. Đây anh em dọn cái ruột là cổ gốc mà. Đó. Chưa có dấu chạy thôi, chưa có dấu mòn ha. Nhông nó đây, nhông chung một miếng nào ha. Đó. Anh em biết nó bị gì không? Đây. Đó, cái đầu nhôm nó bị nứt miếng này. Đó, anh em về có thể hàn lại xài 2 con, hoặc là anh em lấy cái con này làm phụ tùng cho con này ha. Con này là không thiếu cái gì hết nha, cặp than nó còn nguyên zin, còn nguyên cặp luôn ha. Để lấy cho anh em coi cặp cục than đó, con này mới lắm nè, 2/3 cục cặp than nó còn được 2/3 ha, ruột ruột nè, công tắc nè, cái pin ở trong này nè ha, còn cặp bộ nhông là còn sống hết ha, đây còn cái nắp luôn nè ha, nó chỉ thiếu dây nguồn thôi, chứ nên bị gãy cái đầu nhôm này, đó. Ốc vít trong này nó còn đầy đủ hết nha. Thay vì em hàng lại em bán được con ha, nhưng mà em không muốn bán hàng bị lỗi nè, sẵn có cái con này em bán theo phụ tùng nó luôn đó, coi như là 2 con, coi như là 1 con với lại full phụ kiện ha, full phụ kiện xe cua đi cùng.
Đây là con mài Metabo nha anh em. Made in Germany luôn ha. Con này là con mài Metabo nè, điện 220 nè. Tất cả hàng này là hàng hàng bãi hàng nha anh em, Đức xuất hàng hoặc là Mỹ xuất hàng gì đó. Nó là hàng bên châu Âu nó xuất hàng ha. 650W. Cốt 10 đá 100 ha. 11.000 vòng. Cốt 10 đá 100 ha, 11.000 vòng. Nhìn tại vì những con Metabo này á, em nói tất cả những con máy hôm nay luôn là ruột gan em bao anh em, là ruột với cụ góp với than là em bao anh em trên 90% hết ha. Do cái vỏ Metabo này nó dễ bị trầy thôi. Với lại mấy anh Hàn Quốc á, mấy anh xài á, chưa kỹ bằng mấy anh Nhật. Chưa có kỹ tính bằng mấy anh Nhật ha. Nhưng mà Hàn Quốc được con cái là bây giờ nó vẫn xài có thời gian anh em, tức là 4-5 tháng là nó bỏ ra y như bên bên Nhật với bên Mỹ bây giờ vậy. Cho nên hàng của nó là ruột gan nó còn rất là đẹp. Do ngoại hình mấy ảnh xài hơi ẩu thôi. Ẩu hơn so với mấy anh Nhật ha. Nhưng mà ruột gan anh em thấy là cái con Seiko này nhìn nó cũ vậy mà cũ gấp còn chưa mòn mà than còn zin còn luôn là anh em biết ha. Con này cũng vậy ha. Con này nó còn nhiều hơn nữa. Zin 22 ha. 650W. 68 nè. 650W, 11.000 vòng, cốt 10 đá 100 ha. Zin 22 nha anh em. Rồi. Con này cũng tắt đẩy ha. Con này hai dây nguồn của nó nè, như mới luôn, chạy siêu êm ha. Con này mã số số 3. Con này mã số 3. À, con này bán là hai, bán luôn con này là lỗ. Tại lúc em mua là do lỗi của mình không thấy nó nứt anh em. Không thấy nó nứt thì về mới thấy nó nứt. Nứt cái đầu nhôm này. Để anh em hai con này luôn nha, hai con này luôn để anh em 900.000 ha. 900 nha. Em mua hai con này 1.1 triệu. Giờ bán được 900. Vô. 900.000 ha. Một con máy với nguyên một cái này nguyên full phụ kiện luôn ha. Metabo. Ai trời ơi. Bán gì đây? Bán đồ nhỏ chứ đi nhanh. Bán mấy mài nhỏ nhỏ chứ đi. À, tiếp theo. Tiếp theo là một con máy mài cây dăng ha. Cây dăng là hàng nội địa Hàn Quốc nha anh em. Đó, nguyên zin 100% ha, công tắc bóp luôn. Con này cũng vậy nha anh em. À, ruột gan nó mới lạnh lùng anh em. Ngoại hình này không nói ha. À, con này có một cái nữa là cái bảo vệ này nó xoay nhanh anh em, chỉnh nhanh đó. Nè. Đó, mình bấm cái này xuống là mình xoay. Xoay đâu cũng được ha. Xoay tới chỗ nó là mình lấy ra ngoài được á. Xoay ngược trở lại quanh đây là lấy cái đó ra ngoài luôn. Đó, này là chỉnh nhanh ha. Bấm cái này thôi. Con này cây dăng của Hàn Quốc ha. Mã của nó là DG100-8B ha. Con này điện 220 ha. 810W nha nè. 810W ha. 12.000 vòng. Cốt 10 đá 100 ha. Cây dăng electric.
Made in Korea. Đặc biệt con này công tắc bóp nha. À, khi anh em bóp á, anh em phải bật cái lẫy này xuống nha. Còn nếu không bóp vậy nó không vô nha. À, nó là chế độ an toàn đó ha. À, kéo cái lẫy này xuống bóp nó mềm. Hôm nay em đeo hai cái mic cho nên là cái tiếng máy nó sẽ kêu hơn bình thường so với những cái clip trước nha anh em. Anh em về anh em nghe tiếng máy có thể nó sẽ êm hơn là cái tiếng em lên clip ha. Giờ em đeo tới hai cái mic rồi. Nguyên zin 100% ha. Đây. Con này mã số 4. 700.000. $700.000 là bằng mấy con hàng 100V lên 22 thôi nè. Mã số 4 700.000 ha. Công tắc bóp. Rồi mã số 5. Đây con này nó giống với con Hilti mà clip trước em lên nè. Nhưng mà con này nó không có điều tóc. Con clip trước em lên là nó có điều tóc ha, con này không có. Nhưng mà con này được cái là nó có cái bảo vệ. Còn trước không có cái bảo vệ này đâu. Mà cái bảo vệ này cũng gài nhanh ha. À, mở ra anh em xoay nè. À, xoay đâu rồi xong rồi anh em bấm trở lại là bấm cái này lại là nó cứng. À. À quên. Cái tem nó nằm dưới này nha anh em. Đó. Hilti AG 100 gạch 8S cốt 10 đá 100 á. Điện 22 ha, 850W 11.500 vòng. 850W 11.500 vòng nha anh em. Rồi, test máy. Công tắc đẩy ha. Con này cũng còn mới lắm nha nè. Cặp thang nó còn y nguyên zin luôn. Đây em mở ra cho anh em coi ha. Mở ra cho anh em coi con. Để nói anh em không tin. Mở ra cho anh em coi cái thang nó còn nguyên không. Đây em thấy là cặp thang zin đó nè. Mày phải lòn xuống đây em đứng cho. Đây cặp thang zin đó nè. À, còn y nguyên luôn ha, thang cao lên tới đây luôn nè. À. Cấu gớp thì đừng nói, cấu gớp không có mòn nè. À, cấu gớp là không mòn nổi, thang zin mà nó còn có đó là cấu gớp không thể nào mòn nổi anh em. Thang zin mà nó còn 90% luôn mà. Tất cả mấy con này cũng tất cả mấy con mà máy mài hôm nay em bán nha. Cụ góp rồi em bao 90% hết ha. Cái thang chứ. Thang với cụ góp. Nó xài dứt bông mai không nha anh em, mấy con của Đức à. Hilti với Boss là xài dứt bông mai hết ha. Rồi. Con này mà anh em muốn siết cứng hơn anh em siết con ốc này vô nha. Con này 800 mấy quên mẹ nó rồi. 850W. 850W cốt 10 đá 100 ha. 11.500 vòng. Hilti ông vua các công trình. Em cũng bán bằng giá hết rồi. Tại em mua bằng giá, em bán bằng giá hết. Con này mã số 5 cũng 700.000 luôn. Mã số 5 700.000. Con này y chang con mà có điều tóc hôm clip trước em lên luôn. Có một con đó mà có mười mấy anh hỏi. Con này thì nó không có điều tóc. Tiếp theo. Đây. Con này rung nhám ha. Dành cho anh em thợ mộc với anh em thợ cơ khí rồi ha. Thợ cơ khí thì để đánh láng mặt phẳng kim loại ha. Còn anh em thợ mộc thì đánh gỗ. Con này zin 22 luôn ha. Mã của nó nè.
GSS23AE ha. Cái con này thì thị trường Hàn mới có nha anh em, còn thị trường của Việt Nam mình thì nó giống như vậy nhưng mà nó không có điều tốc. Một con y chang như vậy luôn mà nó không có điều tốc. Thì con này nó có điều tốc ha. Thì do bên thị trường Hàn Quốc nó đặt hàng thôi. Chiếc bot thì nó có hết. Nhưng mà thị trường Hàn Quốc thì nó xài thằng có điều tốc này. Còn Việt Nam mình về là nó y chang như vậy mà nó không có điều tốc nha anh em. Con này điện zin 22 ha. 190W, nó bằng với Makita này. 190W. Điều tốc từ 7.000 đến 12.000 vòng ha. Con này made in Malaysia nè. Mà con này là hàng bãi hàng nha. Đây, cái tem nó toàn tiếng Hàn Quốc không. Hàng bãi hàng. Zin 22. Những nguồn zin theo máy luôn ha. Những cái dây zin theo máy thì nó sẽ là phích tròn anh nha anh em. À, phích tròn tại Hàn Quốc nó xài phích tròn nha. Còn mấy con mà phích dẹp á, mấy con Hàn Quốc mà phích dẹp là em đã thay dây nguồn bãi vô rồi ha, dây nguồn bãi Nhật vô rồi. Nhiều khi nó về nó không có dây nguồn anh em. Em rút vào luôn. Con này mới dữ lắm nha anh em. Đây cái kẹp nhám nằm đây ha, đây cái kẹp nhám nữa ha, để đó nè. À, mới 90% luôn chứ. Mới 90% luôn nha anh em. Do ở trên đầu em nó có cái đèn. Có đèn cho nên là khi em để vậy nè, nó để đèn cho nó dạ xuống thì chỗ này nó nhìn nó tối anh em nhìn nó không thấy đó, em phải ngửa lên vậy nè. Cái bảng nhám này là 9 x 18 ha, nó giống Makita. Rồi. Con này thì mắc nha anh em. Con này có điều tốc nên nó mắc. Mã số 6. Mã số 6. À. Thôi để em nói giá con này xong rồi em sẽ nói. Con này giá 1 triệu ha. Con này mới nó tầm 2 triệu mấy. À, nhiều anh em mấy anh em đó là hình như là chắc chưa mua hàng của em bao giờ, nhưng mà thấy comment trên cái clip của em nói đồ cũ bán mà so với giá hàng mới. Thực chất em không phải là so giá với hàng mới nha anh em, nhưng mà em muốn cho anh em biết là cái giá trị con máy của nó cỡ nào thôi, chứ giá của em đã em định sẵn rồi, cho dù em không tra giá hoặc là cho dù giá mới nó cỡ nào chăng nữa em cũng bán cái giá đó ha. Tại vì cái giá em mua, thí dụ em mua con này 850 đi. À, về bỏ công ra vệ sinh rồi cộng vô tiền ship nữa bán 1 triệu, ví dụ như vậy, chứ em không có dựa trên giá mới đâu nha anh em. Nhiều khi mình nói ra giá mới để cho anh em biết cái giá trị con món hàng đó thôi. Rồi có nhiều anh em nói nữa, trời ơi cái clip trước em lên công nhận là có rất nhiều anh em nói ha. Mà mấy anh em đó chưa mua hàng em lần nào anh nói là hàng cũ thì giá chỉ bằng 10 cho tới 15% giá mới thôi. Ở đây em cũng nói luôn á, anh em nào biết ở đâu có cái hàng á, hàng 220 này nè mà đẹp như em ha, mà giá cũ bằng 10 tới 15% giá mới ha, có bao nhiêu em lấy hết nha. Ai anh em nào giới thiệu em sẽ cho tiền cà phê ha. Trời ơi giá cũ bằng 10 tới 15% giá mới. Có bao nhiêu em lấy hết nha anh em. 1.000, 2.000 hay chục ngàn con gì em cũng lấy hết ha. Rồi, con này gung nhám có điều tốc ha. Giá 1 triệu. Em nói với anh em bán hàng làm dâu trăm họ, mình làm vừa ý người này sẽ phật ý người khác ha. Em bán hàng thì giới thiệu rất là kỹ, em giới thiệu kỹ làm chi để cho những anh em người ta chưa có xài á, người ta biết về món hàng xài cái gì để người ta mua về người ta xài. Còn anh em nào biết rồi thì thôi bỏ qua hoặc là mình bấm qua cho nhanh thôi. À, nhiều đó thôi là cũng có chuyện. Có nhiều anh em thợ, em nói thiệt nha, có nhiều anh em thợ chưa biết, chưa chắc gì thợ mà chục năm trở lên luôn, chưa chắc gì biết giá mới con này nha anh em. À, mình giới thiệu cho anh em biết vậy mà cũng bị, mình tốn thời gian của mình mà cũng bị nấu. Em nói thiệt luôn á, cái con này nè, em là thợ luôn á, em là thợ mà khi em tra giá ra em mới biết cái giá mới của nó. Em là thợ điện cơ gần 20 năm rồi anh em. Thợ điện cơ, thợ sửa điện cơ hai gần 20 năm mà em tra ra mới biết giá mới, tại vì mình có đi mua đâu mà mình biết.
mình chỉ sửa thôi. Anh em chưa mua tới làm sao anh em biết con này giá nó bao nhiêu? Mình nói ra cho anh em nào mà người ta chưa biết, nó cũng là một cái kiến thức cho anh em. Anh em nào chưa biết thì là nghe và biết thôi. Đó là cũng là kiến thức của mình vậy. Rồi biết giá trị của con máy nữa. Rồi, lên tiếp, em sẽ lên tiếp cho anh em hai con mà nhắm đai ha. Con này thì hôm trước em có lên nè, hôm trước em có lên ba hai con mà em bán hết rồi. Nay em lên tiếp là tại vì cái lô này là cái lô mà em chưa lên kịp. Đó, bữa nay em mới lên ha. Thì hai con trước em bán hết rồi. Em còn một con này là giống con clip trước là nhám nó 2 phân à. Cái con này là nhám 3 phân nè. À, nó cũng giống y chang con này luôn nhưng mà nhám nó được 3 phân. Đấy. Em bán con này trước ha, con này thì giống con clip trước nè. Con này thì nó mới ha. Cái gục gan nó cực kỳ mới nè. Gục gan cực kỳ mới ha, ốc vít 7 màu ha. Con này mới có 90% nhưng mà ngoại hình nó thì nó bị chày. À, nó bị chày là do bãi, để bãi tại vì con này vỏ nhôm. À, cho nên là nó dễ chày. Nhưng mà chính vì nó vỏ nhôm cho nên nó rất là bền nha anh em. Nó bền hơn mà con nhám đai Makita mà vỏ nhựa luôn á. Giá nó cao hơn luôn á chứ. Con này là mài nhám đai cây văn ha. Cây văn hàng nội địa Hàn Quốc nha anh em. Giá cực kỳ căng anh em. Giá nó tương đương với Makita, cao hơn Makita một tí xíu. Mã nó là EBS gạch 20 ha, gạch 20 tức là nhám này nhám bản 20 nè. Điện zin 22 ha. 12.000 vòng. 1.600 mét nhám. Tức là 1 phút nó sẽ chạy được 1.600 mét nhám ha. Bản nhám là 20 nhân cho 520 mm. Nhám này nhám thông dụng anh em mua trên thị trường có ha. Nó có bản 2 phân với 3 phân ha, 3 2 phân này nè. Anh em mua bản 2 3 phân về cắt ra 2 phân cũng được. Nếu mà anh em có bản 3 phân sẵn rồi. 570W. Hai điện 22 ha. 1600 mét nhám trên phút. Nguyên zin ha, con này là nguyên zin nè. Con này nguyên zin 100% à, dây nguồn zin, tay cầm zin, zin đét hết. Chỉ có cái nhám là em cắn mới thôi. Đó. Rồi. Con này thì nó giống như con clip cũ em vẫn bán giá cũ thôi. Anh nào mà clip trước mà có chốt hụt chốt không kịp á thì con clip này chốt lại giùm em ha. Em biết cái con này để anh em xài gì rồi nè. Em thấy thí dụ như sắt cái mặt thẳng cái, hoặc là cái vật của mình muốn ngoài á, à, nó bị xét thôi chứ nó không có bị rổ. Mà anh em muốn đánh nó lên láng á thì anh em xài con này. Em mài nó láng nhưng mà nó không ăn, không ăn quá nhiều cho nên nó không có bị lồi lõm. Thí dụ mình để với máy mài mình mài á thì cái vết mài của mình nó sẽ có chỗ lõm chỗ lồi ha. Còn khi mình đánh thằng này là nó láng lên vậy nè. À, anh em bên thợ mộc nó cũng có xài ha. Đây mộc anh em để vô cái anh em đánh nó láng lình liền, láng lình luôn á, láng đi như hơn anh em chà nhắm tăng luôn. À, thì những cái mặt thẳng nhỏ như vậy nè, à, thì anh em chạy chạy như chạy tăng anh em chạy lên rất là khó. À, còn anh em đánh bằng cái này đi nó rất lẹ, để vô phớt qua cái nó láng. Thợ mộc hay là kim thợ cơ khí gì cũng có xài ha. Rồi. À, con này giá cũ thôi, 1.2 triệu ha. Con này mã số 7. Mã số 7 1.2 triệu. Mới lắm nha nè. Thang zin nó còn nguyên cặp luôn. Còn khoảng 95% luôn á. Mã số 7 1.2 triệu ha. Anh em thấy ốc vít nó 7 màu hết. À quên. Con này anh em có thể xoay nha, mở ngóc này ra, đây nó có cái lục giác. Em có thể xoay cái đầu nè, xoay qua xoay lại, xoay tới đây luôn á, xoay tới đây nè, hai bên này luôn. 1.2 triệu con này. Rồi, con này cũng vậy nhưng mà nó con này nó hơi cũ hơn tí.
nó hơi cũ hơn tí ha. Đó, nó hơi cũ hơn tí. Nhắm nó được nhắm 3 phân ha. Với lại con này á, dây nguồn em thay rồi, em thay dây nguồn của Hitachi. Dây nguồn này được 4-5 mét gì á. Đây con này nhắm 3 phân ha. Cây dăng nè, nhắm 3 phân. À, điện Zin 22 ha, cũng 570W. Cũng khổ nhám của nó là 30 nhân 520 á, cũng y chang nhám hồi nãy anh em. Tốc độ nó cũng vậy anh em, Made in Korea, hàng nội địa Hàn Quốc ha. Nhám được 3 phân ha, 3 phân nhân 30 nhân 520. Đó. Con này thì nó cũ hơn, em sẽ bán giá mềm hơn. Dây nguồn em thay thì dây nguồn này nó thay dài hơn dây zin nha anh em. Dây zin nó được dây zin nó được có 2,5 m à, còn cái dây này em thay vô là tới 4 m lận. Tính ra mà để đánh láng con này nó làm lẹ hơn là con máy mài nhiều anh em, nó ăn rất là lẹ mà nó láng lắm. Thôi con này để này 1 triệu thôi, bạn nhắm 3 phân nó cũ hơn tí, để này 1 triệu thôi ha. Mã số 8 giá 1 triệu thôi. Cũng nguyên zin nha anh em, nó chỉ có cái dây nguồn là em thay thôi, thang zin cũng góp đồ là trên 90% hết đó. Do ngoại hình con này nó hơi xí hơn thôi. Dán đâu vậy? Mã số 8 học 1 triệu ha. Dây nguồn này em thay dây Hitachi. Bán gì đây? Này, clip trước em có lên con rồi, clip này em lên con nữa ha. Con này là con đánh bóng ô tô, đánh bóng thùng xe gì đó, là bên sơn á nè. Là con này hàng Nhật nha, điện 100V, nhưng mà con này cái mạch đó là mạch bản áp, nó chạy auto volt ha. Đó, con này em bán rất nhiều rồi, chạy auto volt nha nè, 110, 22 chạy như nhau ha. Đó, em nói anh em rồi, cái con nào mà nó có cái tem như vậy nè, cái tem bậc thang như vậy nè, là nó chạy auto volt ha. Số 1 là chạy 2.500, số 2 là 2.800 ha. Số 3 là 3.500, số 4 là 4.200, số 5 là 4.700 ha. Con này tốc nhanh ta. Mã của nó là GV7000C ha. Bánh nhám là 180 ha. Điện 100V nhưng mà nó chạy auto volt ha, 900W, điều tốc từ 2.500 đến 4.700 vòng. Bánh là bánh 180 ha. Con này cái bánh này em thay rồi nha anh em, bánh lông cừu này là em thay rồi ha. Thay mới rồi, tại vì mấy bánh mới nó về, bánh zin nó về nó mục hết à. Cái bánh này nó ra gió quá. Ra em vô vô con clip trước em lên nó tới 1,2 triệu lượt. Con này nó không đẹp bằng con trước. Con này để em 1 triệu thôi nha, chạy auto volt nha, 100V 22 chạy như nhau. Mã số 9 1 triệu ha. Cái anh nào mua con trước 1,2 triệu thì đừng có so giá nha, tại con này nó không được đẹp như con trước rồi. Con trước mới lắm mà con này nó khoảng 85% thôi, con trước nó tới trên 90% rồi. 1 triệu con này ha.
gài con này đi, đây là con mài Metabo nha anh em. À, như anh em mà chưa xài bao giờ làm gì biết, anh em biết con này giá mới bao nhiêu? Con này mới nó tới 5,4 triệu. Đây là dòng máy mài mà công suất lớn mà sát là nhỏ nha. À, anh em thấy con này với con này nè. À, con này sát nó lớn hơn nữa không, mà công suất nó lại nhỏ hơn con này. Con này 1400W thôi, con này tới 1900W rồi. Tức là cái con này là cái con mà công suất lớn sát nhỏ ha. Cái cạc tê đá này là 1.8 nha. À, 1.8 nhưng mà cốt của nó là cốt 12.5 ha. Cốt 12.5, anh em có thể gắn tấc 2, tấc rưỡi, tấc 8 là tùy anh em. Nếu em gắn đá nhỏ hơn thì anh em bỏ cái cạc tê ra. Thằng này nó cũng cái chỉnh cái cạc tê nhanh nè. À, cứ nhấn cái này vô là xoay được. Đây tem của nó nằm đây nha anh em. Con này cũng vậy, tem nằm dưới ha. Hai con này giống nhau, em chỉ giới thiệu một con ha. Rồi con này nó mới hơn. Con này máy in Germany ha. Máy in Germany, hàng Đức xuất hàng nha anh em. Điện từ 220 tới 240V ha. 1900W. 8200 vòng ha. Con này nó nhanh hơn con này nữa. Sát nhỏ hơn, công suất lớn hơn mà nó nhanh hơn con này nữa ha. 8200 vòng. Ủa, nó chạy ghê lắm anh em, chạy nhanh lắm. 1900W, 8200 vòng, made in Germany. Cái cốt này em nhắc lại nó là cốt 12.5 ha. Còn bánh của nó là bánh 1.8 ha. À, vô cái khách làm cái cốc ha. À, đặc biệt con này nè. Anh em ấy tại sao mà con này nó không có lỗ không? Thường thường cái kẹp đá của mình nó có lỗ để mình dặn đúng không? Con này nó không có lỗ là tại sao phải không? Để em sẽ cho anh em coi. Con này là lông đờn tự siết nha anh em. Đây nó có cái lóc kê nè anh em thấy không? Nó có hai cái rãnh nè, nó lọt vô cái rãnh cốt nè. Đó. Thì á thằng này nè, nếu nó lọt vô rồi nó đâu có xoay được nữa anh em, thằng ngoài xoay thôi. Đó, thằng trong nó không có xoay. Đó, thằng trong nó giữ lại nha. Nè em nhìn, lấy tay em nhìn lại nè. Nè. Đó là cái dòng ngoài nó xoay thôi, dòng ngoài là nó xoay răng thôi. Còn thằng lốc kê này nó không xoay. Để anh chị biết không? Để đá nó không dột được nha anh em. Đá nó không dột được ha. Là nó tự siết luôn anh em, tự siết. Đá nó không có dột được. Khi mình mở ra mình nhấn cái nút này mình cầm mở ra thôi. Nó không có cái lỗ để mình xài khóa luôn, nó không cần khóa anh em. Không cần khóa siết, mà nó có lốc kê cho nên là đá nó không thể dục. Một cái nữa là con này của nó có đèn báo lỗi. Đây cái đèn báo lỗi nằm đây ha. Nếu mà anh em ghim điện vô mà anh em bóp không chạy, anh em bóp không chạy thì cái đèn này sẽ báo lỗi. À, nó sẽ báo lỗi nha, tất cả lỗi gì đèn nó báo hết. Có lỗi là đèn nó sẽ báo ha. Con này nguyên zin 100% này. Đây con này nguyên zin nè. Còn cái con này là em thay dây nguồn rồi. Mà dây zin này thì nó tầm 3 tới 4 mét. Nhưng mà dây em thay vô là 5 mét. Đấy. Con này thì dây em thay rồi nè ha. Con này thì nguyên zin hết thì chỉ có dây là em thay rồi. Còn con này là nguyên zin luôn, dây zin luôn. Con này thì nó xấu hơn con này một tí. Đó. Nhưng mà em cũng nói là hồi nãy em cũng nói rồi, than với cổ góp là em bao anh em 90% ha. Con này cũng vậy. Do cái ngoại hình, cái vỏ của con Metabo này nó dễ bị trầy. Nó dễ bị trầy cho nên là nó nhìn nó cũ thôi, chứ gục gan nó rất là đẹp. Con này xài chừng 2 tháng cái gì. Con này là xài chừng 2 tháng, con này chừng tháng rưỡi. Than zin nó còn nguyên luôn mà. Ơi, em test máy ha. Con này công suất lớn mà máy nhỏ công suất lớn ha. À, lúc anh em ghim điện vô thì đèn nó sẽ nháy cái nè. Đó, nháy cái là nó tắt ha. Còn nếu mình bóp cò vô mà đèn vẫn sáng là nó đang có lỗi ha. Đó là đèn báo lỗi nha.
À, con này mới tới 5 triệu mấy con lận. Đây thử con này, con này thì anh thay dây Hitachi rồi ha. À, ghim điện vô đèn nó sáng cái ha. Con này nếu mà so với máy tắt 8 là con này công suất cái tốc độ nó nhanh nha anh em. Mà 1900W rồi. Con này em để anh em 1 triệu 2, con này 1 triệu 3. Con này trước đi, con này mã số 10 hả ta? 10. Số 10. 1 triệu 2. Em nói hai con này là ruột gan nó như nhau thôi, ngoại hình nữa thì con nhìn nó xấu tí thôi. Cái ruột gan là như nhau nha anh em. Gan nó mới thang zin còn 90% luôn ha. Con này 11, con này để anh em 1,3 triệu nha. Con này thì nó mới hơn, nhìn ngoài nó mới hơn. Con này tè nó hơi sét tí. Dây nguồn thì thay dây Hitachi rồi nhưng mà được cái là dây nó dài hơn, mà dây ngắn hơn mà dây zin. Đó. Con này mã 11 triệu 3, mã 10 triệu 2. Ai, tới con này. Con này sắt lớn hơn nha. Sắt lớn hơn con nãy nhưng mà công suất nhỏ hơn. Tay cầm Metabo luôn nè, có chữ Metabo luôn nè ha. Đang cái tay cầm đó anh em bẻ được rồi. Đó, nó có cái lò xo đây nó đang hồi được. À, một cái nữa là con này á, cái tay nó có thể xoay nha anh em. Đây anh em nhấn cái nút này nè. Nhấn nút này vô ha, xoay nó qua nè. À, xoay qua bên kia cũng được nha. Này giống như con boss đời tắc 8 mà đời nào em quên rồi, nó cũng có xoay về được nè. Cái con này là 1,5 tấc thôi nha anh em, nhưng mà ở bên hàng nó đã chế cái bánh tắc 8 vô rồi, nó hàng cái này nó hàng nè, anh em thấy dấu hàng không? Tức là hàng cái này cho nó bự ra để nó xài tắc 8 mà, nhưng mà zin con này là 1,5 tấc thôi. Cốt cũng cốt 12.5 nha. Anh em có thể xài sắt lắc 2, tắc rưỡi, tắc 8 gì đó tùy anh em. Con này mới nó cũng 5 triệu mấy nha nè. Đây là con Metabo ha, mã là VW14 gạch 150. À, gạch 150 là đá 150 á, nhưng mà con này nó chế ra tắc 8 rồi. Đây zin của nó cũng là đá 150, bánh 150 nè. Điện zin 230V ha. Con này cũng máy in gạch mani ha. Máy in gạch mani 1400W anh em. 10.000 đủ 10.000 vòng hả? Ghê vậy. Con này 10.000 vòng lên anh em. 1400W, nhỏ công suất nhỏ hơn con nãy mà xác nó lớn hơn. Con này dây zin luôn ha, con này zin đét hết anh em. Cái này cũng zin luôn nè, nhưng mà bên đó nó chế thôi chứ em không có chế nha. Em đâu có rảnh hơi đâu mà em chế mấy cái đó. À cái công tắc này nó quên, nó có cái nút an toàn nha. Em nhấn cái nút này vô anh em bóp còn mới được nha. Má con này ruột gan nó mới dữ lắm anh. Metabo hả? Má thang zin. Con nào con lấy thang zin còn 90%, có con 95% luôn. Đây. Con này để anh em 1 triệu 3. Mã 12. 1 triệu 3. À, bán giá này mà anh em nói em so với giá mới, mẹ giá mới là 5 triệu mấy, nếu mà so với giá mới em phải bán 2 triệu rưỡi. Chiều qua đây tiếp theo bán cái gì đây?
Đây, con này hàng Nhật nè anh em. Con này hàng Nhật hiệu Kusuku, nhưng mà con này zin 200V anh em. Này hàng bản Nhật nha. Hàng nội địa Nhật luôn á. Kusuku này nó không có hàng hàng Nhật xuất đâu. Nó chỉ hàng sản xuất cho nội địa Nhật xài thôi. Con này là máy mài Kusuku HD180. 180 tức là bánh 1.8 anh em. Cốt này cốt 15 nha. À, cốt 15, anh em có thể xài tắc rưỡi tắc 8 ha. Điện zin 200V nè. À, có nhiều anh em nói hàng Nhật làm gì có 200V, nó có 200V nha anh em. Anh em hỏi điện 200V nó đâu ra. Thì bên Nhật nó sẽ xài điện 100V và 3 pha 200V ha. Thì cái thằng 3 pha 200V nó là điện trong nhà máy. Điện trong nhà máy thì nó sẽ lấy một sợi ra và một sợi dây mát để nó xài 200V ha. Những cái hàng này là hàng sản xuất trong xưởng nó xài nè, trong nhà máy xài đó, thì nó mới có 200V. Còn nếu điện 100V là điện dân dụng ha. Điện dân dụng là người ta xài dân dụng nó xài 100V. Còn hàng trong nhà máy là nó xài 200V hoặc là 3 pha 200V hết nha anh em. Con này zin 200V ha, 1200W thôi. 7000 vòng. 1200W, 7000 vòng, hàng nội địa Nhật nha. Con này khá mới nha anh em. Khá mới à. Má gục gan xanh lét luôn á. À, nguyên zin hết ha. Đây anh em thấy nè, dây zin của nó là dây ba chân nè, là nó xài hàng ở trong xưởng á, nó sẽ có chân mắt. Nhưng mà em bẻ ra rồi cho nó xài hai chân. 200V thì mình xài 22V4 nha anh em, có 10%. Dục. Im ru bà ru ha. Con này là nồi đồng cối đá nha anh em. À, nồi đồng cối đá, anh nào thích nồi đồng cối đá thì chơi em này. Giá em này rẻ thôi. Mã 13. 13. Con này để anh em 1 triệu ha. 1 triệu. Điện zin 200V. Giá 1 triệu ha. Cốt 15 ha, anh em xài đá tắc rưỡi tắc 8 ha. Ai tới em này. Em có hai con y chang nhau. À, hai con y chang nhau. Thì hai con này á zin đét 100%. Hiểu không? Zin đét hết, chỉ có sợi dây nguồn. Dây nguồn là em thay dây Nhật thôi, dây bãi Nhật, dây Makita ha. Dây này 7 m. Em hết dây ngắn rồi. Cho nên là em gắn dây tới 7 m lận. Zin hết ha, chỉ có cái dây nguồn là em thay thôi. Với lại một cái nữa là cái con này là cái tay cầm nó, họ về nó không có. Nó không có tay cầm này, em lấy cái tay cầm Makita em gắn vô ha, nó vừa khít à. Y chang nhau à. Vừa khít luôn. Thì con này cái tay thì em gắn tay Makita ha. Tức là nguyên máy này là zin hết, than zin rồi ruột zin, nói chung zin đét hết. Chỉ có cái con này thì cái tay cầm với dây nguồn, con này thì chỉ có dây nguồn thôi, tay cầm zin luôn. Con này made in China. Này hàng zin 22 ha. Con này made in China nó giống như hàng chính hãng của mình đây vậy. Con này hàng chính hãng, giống như trang hàng chính hãng của mình đây ha. GBH5-38X ha. Thì con này hàng chính hãng nó ngoài 10 triệu nha anh em. Ngoài 10 triệu con này. Con này made in Germany nè. À, con này made in Germany ha. Con này ở hàng Việt Nam mình không có. Chỉ có made in China thôi. Con này bên hàng nó là không biết cái nguồn nào mà nó có hàng made in Germany nữa. Con này thì made in China ha. Mà hàng chính hãng mình đây là con này ngoài 10 triệu rồi nha. Con này là nó khoan được mũi tối đa 38 à. Nó gạch 38 nè. À, nó khoan tối đa được mũi 38. Đây là nó này nó hai chức năng nha anh em. Đây nè, vừa khoan vừa đục, với lại chức năng đục nè. Con này nó khác với con Makita thường thường em bán mà vừa khoan vừa đục đó, tức là anh em gắn mũi khoan là nó khoan mà gắn mũi đục là nó đục. Con này nó cũng vậy nhưng mà nó phải chuyển chức năng. Vẫn xài mũi này. Mũi 17 ly thông dụng nha. Mũi khoan nó vẫn xài mũi này ha. Đấy. Vẫn xài mũi đó. GBH5-38X. Điện zin 22 ha. 1050W. 1050W. Made in China. Con này made in China ha, mà con này nó mới hơn con made in Germany nè. Nó mới hơn ha. Mới hơn con kia.
điện viên em 2 nha. Nó mới hơn con gạt mini. Nó xài mũi 17 ly thông dụng thôi. Hai mũi này thôi. Anh em gắn mũi này vô nó vẫn khoan nha anh em. Tại vì nó phải chuyển chức năng. Con này phải kéo cái đầu này xuống nha anh em. Đó, nó phải ngay khớp nó nha nè, ngay khớp nó lọt túi ở trong á. Đây em gắn mũi đục mà nó vẫn khoan nè. À, em phải chuyển chức năng nha. Này chức năng khoan nè, bây giờ em chuyển qua đục nè. Ủa. Đó, con này giờ nó đang xoay ha, bây giờ anh em xoay thì nó vẫn đục nha. Để em kiếm cái gì em đục đó. Mẹ kiếm gì đục vậy? Này đi. À, một tay khó làm á nè. Rồi chuyển qua nó chế độ đục, đục nó dễ chỉnh. À, anh em chuyển hết lên đây luôn nha. Mặc dù anh em chuyển một nửa là nó đã không xoay rồi, nhưng mà anh em phải chuyển hết lên đây luôn. À. Một rồi ha. Tức là cái con này nó xài mũi giống Makita nè. Mũi 17 ly thông dụng ha, của Makita luôn á, xài chung Makita luôn. Con này nó ăn cái mũi hơi sâu cho nên em mua mũi dài tí. Cái mũi này nó quá ngắn. Nó ăn vô tới đây luôn ha. Để thọt vô tới đây nè. Con mũi khoan cũng vậy ha. Rồi. Cái con này nó phải chuyển chế độ, còn cái con Makita thì em cứ gắn mũi khoan là nó khoan, mà gắn mũi đục là nó đục. Con này con này mà số mấy ta? 13 14. Con này 14. Phải không ạ? Sao nãy giờ mới có 14 à? 14 đi. Con này để anh em con này để anh em hai 2 triệu thôi. Con này đến em 2 triệu ha. Khoan đục hai chức năng, bot. Khoan thì nó khoan mượt mũi tối đa 38 mà. Đục thì nó công suất nó ngang với con Makita. Ngang qua con Makita 0810 á, 1050W ha. Mà nó giống với hàng chính hãng nha này. Đấy. Nó trầy trụa chút xíu. Rồi hàng ngoại hình thì tại vì hàng này hàng đi công trình mà nè. Hàng đi công trình nó dục từ lưa. Mà gục gan em bao hả? Tất cả những con này em đều mở kiểm tra rồi than nó phải 90% hết. Rồi. Con này thì máy in China ha. Ai con này cũng giống y vậy ha. Mà máy in Nhật Mani. Máy in Nhật Mani nha nè. Dây cũng tại 7 mét ha. Em thay dây 7 mét ha. Con này giống con nãy em không giới thiệu lại nha nè. Điện 22 1050W nhưng mà con này máy in gạch mani ha. À, nó cũng tựa tựa như con nãy thôi. Gục gan thì em cũng bao anh em ha. Em chỉ test thôi ha. Không giới thiệu lại nha anh em, nó giống con nãy nha. Dây nguồn được 7 mét. Em test cho nó đục thôi nha anh em. Đó. Coi nó có đục hay không thôi nha. Tại nó giống con nãy anh em không có giới thiệu lại ha.
bọc về. Đây, con này để anh em 2,2 triệu nha, máy in việc money mã 15 2,2 triệu ha. Đúng ra cái con kia em cũng bán 2,2 triệu luôn, và tại nó máy in China cho nên nó mất giá, thế thực chất em mua hai con này là bằng giá nhau, đúng ra giá của nó em bán ra phải là 2,2 triệu hết. Rồi lại con kia nó máy in China, nhiều khi anh em không khoái cho nên giảm bớt nó một tí. Rồi đây con này là do em vô trước em mới mới lượm được này, đó là nguyên một cái lô 220 đó về là chỉ có một con này thôi, một con duy nhất thôi. Một con duy nhất mà nó trong thùng mà nó mới 922 nha anh em. Đó, đây là hàng Nhật xuất hàng ha. 922. Đó, toàn là chữ Hàn Quốc thôi. Nhưng mà ở đây là thương hiệu Hitachi ha, mà mấy cái này là toàn chữ Hàn Quốc thôi, tại vì Nhật nó xuất hàng cho nên nó phải in tiếng nhờ tiếng Hàn Quốc này. Này điện 220 ha, 1050W. Mũi 17 ly thông dụng ha. À, nó cũng giống như hai con bot nãy, nó cũng xài hai cái mũi này nè, một cái mũi khoan, một cái mũi đục thông dụng ha, mũi khoan cũng thông dụng thôi, nhưng mà cái chui nó là chui lục giác. Con này thì anh em nhét mũi khoan là nó khoan, mà nhét mũi đục là nó đục nè. À, nó giống như con Makita mà thường thường em bán mà Autovol á, cứ nhét mũi khoan là nó khoan, mà nhét mũi đục là nó đục. Mũi lớn nha anh em, mới can sò ben hàng đi công trình mà nó mới như vậy là mới dữ lắm. Nè, nhét mũi khoan vô là nó sẽ xoay ha. Em không có gặp lại anh để gì em thử thôi. Đó. Nhét mũi khoan là nó khoan. Rồi nhét mũi đục cho em thử nè. Khỏi gặp lại luôn đi. Cái đầu lục giác này nó còn bóp dữ lắm nha anh em. Con này nó mới lắm. Đầu lục giác này nè. Ngắt à. Con này thì đục bao mạnh rồi. Quá đục trâu bò. Mạnh lắm nè, xài thì anh em gặt cái chữ U này vô nha, gặt vô để giữ cái mũi lại cho em thử ha. Đó, con này không có gì phải bàn hết, mới con này thì nó được cái tay cầm nè, nguyên zin á, em có thay cái lớp giấy này thôi, lớp giấy cho nó đẹp, được một cái mũi đục dẹp, mũi đục này của Hitachi luôn anh em, nó gần như chưa qua sử dụng vậy. Mũi đục dẹp Hitachi với hai cái mũi khoan, hai mũi khoan này cũng gần như chưa qua sử dụng luôn anh em. Một mũi 12 ly, một mũi 19 ly với một cái mở mở nắp nhớt ha, mở nắp nhớt nè. À, để mở cái nắp nhớt, anh em mà có vô nhớt thì vô chỗ này nha, mở cái nắp nhớt này ra, mở cái nắp nhớt này ra vô ha. Rồi con này lúc em lấy ra là biết bao nhiêu thằng nó rồi chia lại mua lại, mà có con để lên clip rồi cho nó hệ nè, chứ bán chi phun thùng luôn ha. Cái thùng này nó cũng giống như ba hàng nội địa Nhật cho anh em. À, đứng lên nè, vô tư luôn ha. Dòng này là dòng nội đồng cối đá nè. Con này mã số 16. Con này để anh em 2,5 triệu ha. 2,5 triệu. 922 nha. Hàng Nhật xuất hàng ha. Hitachi Zin 22. Rồi tao bán đồ 110.
Em có con này giống y chang con nãy ha, giống y chang con nãy, nhưng mà nó là hàng hàng Nhật ha, hàng này hàng nội địa Nhật, điện 100V ha. Con này thì nó hơi xí tí, nó thiếu tay cầm nha. À, nhưng mà chức năng nó y chang như con nãy ha, nhét mũi khoan là nó khoan, mà nhét mũi đục là nó đục ha. À, quên giới thiệu cái mã con nãy, cái mã con nãy cũng giống con này ha, BR-38E nha nè. Con này thì điện 100V hàng nội địa Nhật ha, 1050W. À, con này điện 100V. Thì dẹp cái 22 này vô. Cái điện 100V ra hơi lộn. Dây nguồn 5m ha. Mày nhét mũi khoan là nó khoan thôi, mày nhét mũi đục là nó đục. Đó. Nhét mũi đục vô nè. Ai da. Má nó đục mạnh lạnh lùng. Đục mạnh lạnh lùng. Mấy dòng này là bao trâu bò nha mày. Bao anh em đi công trình ha, bao mạnh. Rồi, con này để anh em ghé thôi. Đó. Bao anh em là nguyên zin 100% ha. Bao anh em là cái ruột này cổ góp nó ý, cái ruột xanh dờn luôn ha. Cổ góp không một miếng nào nha. Đó, do ngoại hình nó ẩm thì nó bị chóc sơn thôi. Đó. Cái ruột gan là em bao nha. Bao anh em 90%. Con này mã số 17. Con này để anh em 800 ngàn thôi. Giá rẻ hơn giá bãi luôn nha nè. Bãi con này bán phải 1,2 triệu nha. À, con này để anh em 800 ngàn. 1,2 triệu là bán mù nha. Con này em để anh em 800 ngàn bao sống ha. Bao nguyên zin ha. Cuộc gan phải bao 90% luôn ha. Y chang con nãy ha. Đó, hai chức năng. 800 ngàn thôi, không bao ship nha. Giá này em thanh lý ha. Em thanh lý ít hàng lớn. Rồi, này. Thanh lý con này. Này, con này trước em bán 2,5 triệu nè nha. Đây là con cưa gỗ Makita ha. Toàn đem kéo cái này lên. À, đẩy này ra nó mới thấy hết máy. Đây là con cưa gỗ Makita lưỡi 4-15 nha anh em. Lưỡi 4-15 á, dành cho anh em nào thợ mộc mà làm mặt sập mặt chiếu rồi ha. Sập chiếu rồi. Cắt dày á, con này cắt sâu được tối đa 16 phân ha. Lưỡi này là lưỡi Makita zin theo máy luôn ha. Do nó hơi rỉ thôi. Đây chữ Makita nè. Thông số nè, 4-15 nè. Dòng tua tối đa là 3,300 nè. 4-15 nhân 2,8 nhân 50 răng ha. 50 răng, lưỡi này lưỡi cắt gỗ ha, chuẩn cắt gỗ 50 răng. Không mẻ răng nào nha anh em. Nó răng nó còn nguyên si không mẻ răng nào ha. Nó hơi rỉ thôi, rỉ là do cái lưỡi này là lưỡi hợp kim. Cho nên là nó gặp ẩm là nó rỉ. Nhưng hợp kim nó vẫn còn nha. Mà cái mặt bên đây nó đen thôi, cái mặt bên đây trắng sát à. Tại vì cái mặt này nó ăn nắng ăn sương nè, còn cái mặt ở trong này nó không có. Ở trong nó trắng sát. Con này là con Makita ha. Ê, cắt sâu 16 phân. Đây thông số nó ha. Cưa gỗ Makita 54 5402 gạch A ha. Con này có tháng từ ha. Gạch A có tháng từ. Điện 100V hàng nội địa Nhật ha. 1050W, 2200 vòng. Hàng nội địa Nhật ha. Đây. Chạy ru ha, anh em nghe tiếng thắng là biết là cổ gớp thang nó là chuẩn coi nào à. Con này ruột gan còn xanh lét. Mấy đầu Nhật thì anh em có gì yên tâm về ruột gan của nó. Rồi. Con này nay em thanh lý cho anh em giá 2,2 triệu thôi.
mã 18 2 triệu 2 thôi. Bữa trước có anh trả 2 triệu 4 mà em không bán. Ồ, hôm nay đi thanh lý 2 triệu 2. À, 2 triệu 2 thôi ha. Tại vì cái con lưỡi 415 nó sẽ mắc hơn cái con lưỡi 380 nhiều nha anh em. Đây, còn con này nè. Con này em báo giá lại thôi. Đây, con này giá hành lý rồi. Anh em nào không lấy cái lưỡi này thì em trừ tiền ra. Đây, tặng anh em thêm một cái lưỡi. Lưỡi này là lưỡi 355 ha. Hợp kim còn nguyên, bị mẻ một răng thôi. Lưỡi này lưỡi 355. Cái lưỡi này lưỡi 382 ha. Máy này là máy lưỡi 382. Anh em gắn lưỡi 355 như cắt bình thường thôi, cắt 13 phân. Còn cái lưỡi 382 này em cắt 14 phân. Đó. Lưỡi này cũng nguyên răng, chỉ mẻ một răng thôi. Hai cái lưỡi này chỉ mẻ một răng thôi, còn răng của cỏ của nó là còn nguyên hết ha. Hợp kim còn nguyên ha. Con này giá 1,7 triệu ha. Này đế Atimon nha anh em. Đế Atimon ha. Con 415 này đế sắt nha. Con này đế Atimon nhưng mà con này chỉ có một cái là nó bị ẩm á. Cái nó bị bung ten. Bung ten cái máy này nó hơi bung ten tí này thấy không? Là cái đế Atimon này nó hơi bung ten thôi. À, chứ con này là các gỗ Hitachi á, C15BH lưỡi 382 điện 100V hàng nội địa Nhật ha. À, 2.300 vòng, cắt sao tối đa 143 mm, tức là 14/3. 1,7 triệu nha anh em. Có tháng từ luôn ha. Cái nguồn Hitachi zin theo máy luôn à. Nguồn này được 5 mét. Khi mã lại đi. Giá này quá mềm rồi, không bớt được nữa. Mã 19 triệu 7. Anh em nào không lấy lưỡi xe cua thì em bớt tiền lại. Rồi, em kết thúc clip đây ha. Ôi, chắc từ giờ tới Tết em sẽ lên một cái clip thanh lý hàng lớn anh em, giờ hết hàng rồi anh em. Giờ không còn hàng mới nữa. Nó cấm hàng rồi. Chắc khoảng mà qua lễ mới mới có hàng lại nha anh em. Qua lễ 30/4 mỗng năm mới có hàng lại. Giờ bãi Sài Gòn là vắng que hết rồi. Giờ anh lễ em sẽ lên 1 đến 2 clip thanh lý hàng lớn ha. Rồi anh em clip này, anh em nào quan tâm con nào thì chụp màn hình ha, gửi tin nhắn bên Zalo cho em ha. Số điện thoại Zalo và số điện thoại gọi trực tiếp của em chỉ có một thôi. 0397146414 ha. Rồi chào anh em, hẹn anh em là clip sau ha.